chặt quá hiểu không? Cái áp suất nước nó sẽ không qua được cái cà phê. Này quan trọng nhất là phải cái này nó phải nằm đây, để xuống đây là nó sẽ xả nước. Ở này chỉ cần mình shot espresso chuẩn là chỉ khoảng nửa ly này, ly này là chỉ 90 là khoảng 45-50 là chuẩn espresso. Đây là tắt hơi chậm là nhiều. Thank you.